gia đình ông Trình có ba người. Sau khi quy y Phật rồi, thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho một người rất kính phục. Xem ra, phú quý học đạo cũng không khó. Mấu chốt nằm ở chỗ, bạn có huệ căng và cùng Phật có chuyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ, vừa mới lên cao trung. Ngày nọ, tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng, nên đã mua một cái bánh nướng, vừa mới cắn một miếng, thì X nhổ ra ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi, Sao lại ném bánh đi? X nói, Ừ, dở quá, ăn không ngon. Đang trả lời, thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuần chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa, Trình Vĩ vội chạy đến đường cái bánh lên, đưa cho bạn. Ôn tồn nói. Đừng có dứt bỏ bánh như vậy, rất uổng. Bạn hãy ăn đi nha. Lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó. Is cười khẩy, bảo. <cười> bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi. Có tội gì? Nếu anh sợ lãng phí á, thì tự ăn đi. Trình Vĩ nói. Vậy tôi ăn thay anh nha. Nói xong, liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ trình vĩ mắt hòa thượng chuyện này, mắt bà đỏ lên. Bà nói, mình đã khóc khi nghe con trai thuộc lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong, nhìn thật lâu và mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen. Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Bà Trình Vĩ nói. Trình dĩ ngày nhỏ rất ưa tỉnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu, do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn, nên con và mẹ nó rất thắc mắc, cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo, chúng con mở tủ ra, nhìn vào thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó, con liền kéo cháu ra để hỏi ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo, Đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo. Tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói, Con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ, con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội, chỉ tính làm ăn nhỏ thôi. Ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ, sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ, vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hơn thịnh được mấy năm á, thì lại bị suy sụp, còn con á, thì không những phát đạt thuận lợi, mà còn may mắn, được gặp Phật Pháp, biết niệm Phật, nè tụng kinh, nè in ấn kinh, tạo Phật tượng. <laughs> Công việc làm ăn ngày càng tốt, đây không thể nói là không có phúc báo, sư phụ có thể giảng cho con hiểu, con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ. Mà được kết quả như ngày hôm nay vậy? Sư phụ nói: "Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền công phu đạt thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện." Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, có một lần nọ có hơn hai ngàn vị đệ tử phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe ngài thuyết pháp khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rộn rột nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý vì tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười liền quay đầu lại giòn thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng chín tuổi đang cười hì hì mồm đang nhai gì đó tay còn cầm nửa cái bánh nhỏ tiếng hỏi sư đói hả tỳ kheo gật đầu thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp hòa thượng bảo ba trình vĩ đứa bé đó là tiền thân của anh do miếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng giúp ông ta dựng tâm nghe phát công đức này hết sức lớn đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc trong kinh địa tạng nói đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong phật pháp trồng chút thiện căn bằng hạt cát mẩy tơ sợi tóc thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ phát tâm ân trọng tán thán cung kính bố thí cúng dường thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu phật pháp có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý nhưng trong nhiều đời sau từ đó đến nay nhân duyên chính mùi bé không những thành đệ tử phật mà còn rất giàu có chính là anh đấy phải biết vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp phật được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh. Biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoàng dương Phật Pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tỉnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân và nhất là không nên sát đạo dâm vọng thực hành trì chí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành những người giàu sang, mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như, tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là, họ kiếm tiền bất chánh, thì như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng một khi nhân duyên chín mùi ác báo sẽ hiện tiền cho nên những ai làm an sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề phải gìn giữ thân khẩu ý sửa đổi hành vi xấu sám hối tội lỗi bỏ ác hành thiện thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến con đường làm giàu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được cũng kể từ đó mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh phật giảng nói vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên, rất được cả làng cả xóm tán thưởng. Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều sẽ cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả. Mấy ngày tiếp theo, đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y, bốc một số thuốc hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn. Rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng, đùi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui. Heo mẹ hầm hực, nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hỗn hển kho khe tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua, heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn gây giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi cũng đã cống hiến không ít cả nhà đều không nỡ bắn đi cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả sau cùng mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ thang là người giết heo trong làng khi ông thang đồ tể đến tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Liền đến chuồng heo, đuổi heo mẹ ra. Mở cửa chuồng heo, ông Thang liền dùng gậy chọc lên mình nó, muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe. Chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng. Có lôi thế nào cũng đều không lôi được. Sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ, heo mẹ nổi khùng lên. Mọi người đều sợ bị heo cắn vậy nên đều không dám đến gần nó có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc trước đây cũng vậy trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó bà đều khóc đau lòng đến mấy ngày liền mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ vừa vuốt ve tai của nó vừa bắt trận trên mình nó nói rằng heo mẹ à ta cũng không muốn bán mày đi để rồi bị giết nhưng mày là heo là súc vật mày chính là sinh mệnh như vậy rồi nếu như có kiếp sau thì đừng có làm heo nữa nha heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn mẹ khuyên cả buổi trời mà không được cũng đã nổi cáu lên liền lấy hai cây chổi để đuổi nó cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một hai giây, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng. Các đồ tể đừng vội vàng để heo mẹ vào trong cái lồng sắt. Mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được. Những người trên xe, khi chuẩn bị khiên cái lồng lên, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi, nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng, đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, đều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi thang đồ tể, nói heo không bán nữa. Thang đồ tể cười phá lên nói rằng, tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần, hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Bà tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau. Mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Bạch Hòa Thượng, xin Ngài hãy giải thích, vì sao mang thân chó? Con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật, biết may đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người. Cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Mỹ nữ và thổ phỉ Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến hòa thượng diệu pháp cô ta tự giới thiệu về mình. Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp lý tiên sinh, tức là chồng của nàng khi diện kiến chúng con bật ngửa vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu ông thuộc loại người nho nhã có tác phong không hề thô tháo hung dữ như cô ta tả sau khi chúng con kể cho ông nghe cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm ông không ngừng khẩn cầu xin chúng con giúp đỡ tìm cách khuyên giải cô vợ giùm Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà, tinh thần vợ ông bị quản loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được, vì không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó, ông thuộc lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình. Kể rõ từ nhỏ đến giờ, nàng đã gặp những bất hạnh gì? Thu thật là, sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể lực sư đoàn chúng con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó, vì sao mà có số mệnh lông đông trớ trêu như vậy? Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắng tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã, suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác, ngày càng một tăng, mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn du nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ, nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. vào lúc cô Triệu tám tuổi, thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu mười bốn tuổi, thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng chù biết, cũng đành bấm bụng chiều vậy để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng mãi tận đến nay ông lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ phù thân ông lý kinh doanh hãng giày gia cảnh rất giàu ông lý giấu nhẹm chuyện cô triều bị bố dượng làm nhục thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô triều qua canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con, và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như quyền. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn, và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu, thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc, thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi, thì bị bắt cóc họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuột rồi, thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng đội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họ vô đơn chí. Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng, đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống, sáu tên thủ phỉ hùng hổ, xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kính mồm điện và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng từ đó trở đi tinh thần cô triệu hoàn toàn suy sụp nàng luôn hoảng loạn thường phát sinh ảo giác cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác chuyên bạo hành cưỡng hiếp đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng để luật sư kể xong đèn thỉnh giáo hòa thượng bạch sư phụ Cô triều kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được, một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách, trời già bất công. Lúc này, hòa thượng thở dài nói. <laughs> cô gái đó kiếp trước là nam nhân gia cảnh bần cùng cha mẹ mất sớm từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng đàn cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống đến đời này thụ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục nay đã chuyển thế đầu thai tìm kẻ thù báo oán đến như con cô triệu bị giết hàng hóa bị cướp cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này, muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì, lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng khó thoát cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt thì cũng không trốn được luật nhân quả phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo trong kinh phật thường nói nhân quả báo ứng như bóng theo hình cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời những điều đã tạo ra không hề mất Điều này khuyên răng chúng ta. Phải hết sức cẩn thận, các điều ác chớ làm, xuyên làm các điều lành. Nghe Hòa Thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này, có người thắc mắc hỏi sư phụ. Cô Triệu đời trước á, làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác vậy đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người dòng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? mọi người đều có mặt hưởng ứng ngưỡng vọng chờ câu đáp của hòa thượng sư phụ từ tốn khễ một đêm nọ sau khi đánh cướp xong trên đường quay về sơn trại hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ toàn thân bị thương đang bi ai khóc lóc chứng kiến cảnh này hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé mình cũng từng khốn khổ như thế do vậy mà thông cảm xót thương hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ân cảm kích đến rơi lệ phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn anh lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người sư phụ nói tiếp người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa, học Phật Pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính, tụng một bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, xuyên hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ. Vì sao mệnh giận có thể chuyển tốt? Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Một người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chứng, Chứng bình, bình sợ, sợ bóng, bóng tối Trần Nữ Sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp bà kể từ nhỏ tới giờ thấy trời vừa tối là phát sợ cho nên trước khi trời tối bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà nếu không thì sau khi trời tối bà sẽ không có dũng khí vào phòng thắp đèn và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối bà đều chẳng dám lượm lên bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét rung từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến cho bà rất khổ sở. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân ít. Trong nhà nghèo tới nước, ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn, gã ít trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, Gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên ít nghèo nàng này lại khởi tâm tham xấu, hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Dân nào quả nấy. do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Tiên, Tiên sinh dạy, dạy học. học, tỉnh sơn tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai, đã ba tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng dùm. hòa thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tâm danh vọng. Khi đó, nhiều người thích nghiên cứu Phật Pháp. Tìm đến được thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi, ông giáo bèn miệt thị nói với mọi người rằng. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa? rồi ông còn trích lời khổng tử thế này không biết sống đâu biết chết và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác do nói lời hàm hồ như vậy ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học phật chính vì tính tự cao ngã mạng ý vào tri thức nửa vời vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu phật pháp cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất, khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây nhân duyên chính mùi, đứa con trai mà họ sinh ra, chính là ông giáo kiếp xưa, từng thọ ác báo, đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm lỡ mất cơ duyên học phật pháp và cũng nên vì những con heo mà họ ăn tụng kinh địa tạng siêu độ cho hòa thượng khẳng định chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu rèn luyện thân thể đứa bé sẽ dần chuyển tốt não sẽ hồi phục bình thường tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe cha đứa bé nghe xong kinh hải nói sư phụ giảng rất đúng ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ vợ ông rất ưa ăn đầu heo không ngờ báo ứng ập tới cả nhà lãnh chung thật là từ làm từ chịu nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy mẹ đứa bé rơi nước mắt bày tỏ lòng sám hối dạ Và nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu dân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là bốn năm lần nhiều thì mười mấy lần thấy bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả có lần bà lên nhà hỏi tôi có cách gì giúp bà không tôi hớm hỉnh bảo tôi sẽ ra thuốc cho bà chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu và hạng bác sĩ như tôi đây, một xu cũng không lấy. Bà đóng thực thà nói. Ông cứ ghi toa đi, tôi tin ông mà. Đắt mấy tôi cũng mua, đắng mấy tôi cũng uống. Tôi nói. Thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền. Tôi thấy bà phải sớm như ăn thịt gà, thịt vịt, cá, dì ruột, dạ dày của bà không tiếp thu được hội tanh. Do vậy, mỗi ngày bà đều đi chải. Bắt đầu từ nay trở đi, trừ trứng gà không trống ra, bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn tôi nói thêm kể từ tối nay trước khi sắp ngủ bà hãy thư giãn thân gọi cho tốt hít thở đều, tĩnh tâm lại nhắm mắt niệm phật nam mô quay thêm bồ tát nửa tiếng chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả nếu niệm một tháng mà không hiệu quả xem như tôi nói không đúng tôi sẽ để bà ăn thịt lại dù sao dùng toa này không tốn tiền bà có muốn thử hay không bà nghe tôi nói Mặt đầy ghi gờ, hỏi. Nè, một nửa đồng nghiệp của tôi á cứ đến ngày rằm, mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà. Nhưng bà ta khắp thân điều bệnh, đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày, nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây? Tôi chất vấn. Bà ta ăn chay hả? Người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục. Cho nên tôi cứ vậy mà ăn. Bà Động trả lời, tôi hỏi. Giả sử, có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiên cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh thì trước càng đoạn ác nghiệp phát tâm sám hối cầu chư phật gia trì thì mới hiệu nghiệm phật bồ tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian phật pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ không biết đến vị thuốc tối hay này người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báo đúng thật là đáng tiếc nếu như không thể tuân hành theo lời phật dặn thì bất kể là dùng thuốc gì khám bác sĩ nào bệnh của bà cũng không trị hết. Tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành to ăn chay niệm Phật mong vừa cho. Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm sau, bà Đỗng mặt mày hướng hở, báo cáo. <laughs> Đêm qua tôi về nhà, bụng không còn bị đau, lúc dùng tối thì không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tỉnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, quá ra cả hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thới. Rồi bà hí hửng phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay, cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đỗng không những chứng đau bụng đi tả ra hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, và ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh địa tạng và chú đại bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện, hành theo lời Phật dạy. Nhân nào quả nấy? Láng giềng tôi có bác trương, ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu ông bị chóng mặt đã ba bốn năm nay, uống thuốc trị điều trị cũng không kết quả. Ông nói, Đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống hai bình rượu vậy đó. Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp hòa thượng Diệu Pháp, năng nỉ ngài, vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói, Tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông Đây cũng là đạo lý mà Phật nói Mệnh tự ta lập Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó Đem lại thống khổ phiền não cho mình và người Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình cố gắng sửa đổi thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn bởi vì phật pháp không phải để cho người mê tín phật bồ tát hay một cao tăng nào đó mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ tự mình cải tạo số mệnh của mình bác trương suy nghĩ một hồi rồi gục gạt đầu. Hòa thượng nói tiếp. Ông bị chóng mặt, là do ba bốn năm trước, ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc này không? Bác Trương hồi tưởng lại, và nói. Dạ có chứ, có việc này chứ, sư phụ, ngài quả là có đại thần thông Ờ, ta nói cách đây khoảng hai ba năm gì đó, con bữa con vô trong kho chứa đồ phát hiện ra trời ơi nguyên cái ổ chuột con mới sinh khoảng sáu bảy con gì đó trời ơi đệ tử nhát lắm đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết tôi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lồng trời ơi dùng hết sức bình sinh lắc mạnh thiệt mạnh lắc hồi lâu con nghĩ là tụi nó đã chết liền đem ra quăng ngoài bãi rác trời ơi có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chống mặt của con sao đúng vậy ổ chuột đó không bị ông lắc chết mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhưng nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết, nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạnh ương động vật sợ dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh nên đời này mới bị quả báo như thế phần chúng ta đời này giết hại chúng đó tức là đang dây nợ mạng cứ thế nhân quả tuần hoàn quan quan tương báo không bao giờ hết vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo không có ngày ra chỉ có liệu giải Phật Pháp Tin sâu nhân quả Ngưng ác hành thiện Thì mới có thể thoát ly Biện khổ sinh tử Thế nào Từ nay về sau Ông còn muốn sát sinh nữa không Bác Trương đang ngồi sợ Đến gẫn gư Nghe hòa thượng hỏi Vội đáp Dạ dạ từ nay về sau Còn không dám sát sinh nữa Nói xong Ông hoang hỉ mắt <laughs> Bạch sư phụ, đầu con tụt, đột nhiên tỉnh táo rồi, không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết. Người chung quanh đều cười. Bác Trương thắc mắc nói tiếp. Nhưng mà, cái loài chuột nó hại sâu, cắn phá tài sản của con người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch. Nếu như không giết tụi nó, tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao? Chọn cái tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tự di trần bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại nếu con người có sinh lão bệnh tử thì vật có thành trụ hoại không cho dù là núi sông biển cả hoa cỏ hạt xương chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng, cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng nổ đá khiến rừng bị quỷ hoại núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước khí hậu đổi thay lũ lụt phát sinh ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều Động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục trang sức. Do vậy mới có câu: Thiên tai là chính do nhân họa tạo thành hòa thượng ngừng một lát rồi nói tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột ông có muốn thí nghiệm thử không mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm ngài mỉm cười giải thích trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng đuôi chúng cũng giống trâu ngựa mèo chó một số có thể nghe hiểu tiếng người khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ bản thân tôi ngày trước chưa hiểu phật pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột bây giờ tôi đã rõ đạo lý từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế nhất định sẽ thấy kết quả thậm chí một ngày kia chuột sẽ dời ổ bỏ đi buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắc tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm. Kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này, và nói, rất linh nghiệm. Không tin nữa. Thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. Hồ trì Phật Pháp bằng đức Hạnh Tôi hỏi sư phụ. Con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự diện, hay bố thí tham gia pháp hội. Nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện đâu cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì? Sư phụ đáp. Làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua. Không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh còn nếu không những đem tài vật cúng dường mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện thì tự diện mới thành là đạo tràng dạng đức trang nghiêm hóa độ thập phương rộng rãi hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sửa tính giữ lòng khiêm cung ra còn phải tụng kinh địa tạng để tiêu trừ túc nghiệp khi tụng kinh không nên tham nhiều tham mau đọc lua lua trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm khẩu mắt phối hợp hộ tương cho đồng chẳng nên hôn trầm tán loạn tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham sân si mà phải hằng có tâm điều phục chúng giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyện đến nữ cư sĩ này rồi bà nói sư phụ phê bình rất đúng bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn sau đó bà buông bỏ hoàn toàn không thèm quan tâm đến chuyện bình tận nữa cứ ở nhà tụng kinh địa tạng khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa lúc đến y viện kiểm tra thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính bà được niềm vui quá ước mong càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật bà không chịu quay về nhà chi trì tùng kinh địa tạng lúc tùng đến bộ thứ mười chín thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy hàng ngày bà lễ phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quá thực, đúng là kỳ tích. Đến nay, đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thật là lạ pháp ngữ của hòa thượng hòa thượng diệu pháp từ bi khai thị như cam lồ rưới đảnh khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm pháp hỷ sung mãn xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau bạch hòa thượng vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó lúc con vật bị giết lòng đầy kinh hoàng oán hận hồn phách khó siêu mà thường theo kẻ tụ ác chờ lúc phúc họ suy để báo oán lâu dần thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh hành vi ví như một kẻ cắp sách tới trường thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất, thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo sau khi chết, họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử Chúng ta thấy mẹ ông mạnh tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học, sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen giao du với người hiền thì trở thành lương thiện nếu thường thân cận phật thánh sẽ có tâm như thánh nhan diện sẽ hiền lương như mặt phật vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng những kẻ sống bằng nghề đồ tể thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy, thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm chúng mang hình thể thú vật có đau ốm cũng ít ai biết lại chẳng được uống thuốc men luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình người đời mê ăn thịt không biết họa hại ẩn ở trong cứ nấu ăn thịt đó tưởng là ngon bổ không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân tục ngữ có nói bệnh tùng khẩu nhập tức là bệnh vào từ miệng còn trong kinh sách thường nhắc ăn tám lượng phải trả nửa cân ăn thịt nhiều rất có hại đó là sự thật có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trượt, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp. Ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu không chết gấp thì cũng chết từ từ bệnh hành đau đớn con vật trượt khí nhiều từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp thì thân thể thuần là tố chất của loài vật người ăn thịt thiếu lòng từ thân đầy trượt khí rất không tốt người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân bảo vệ phẩm chất thanh tịnh khi ăn thịt những loài gia súc vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm ảnh hưởng tới công phu tu hơn nữa ăn chay giúp tiết dục tịnh tâm giúp ích cho sự tu tập rất nhiều vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trượt tính linh dơ bẩn ăn giàu dục nhiều tinh thần tối tâm cho nên từ cổ chí kim những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy nói thực tế ăn thịt nhiều rất có hại chẳng ít lợi gì nhất là người lớn tuổi sức đề kháng suy yếu ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết phần dư thừa lại nằm trong cơ thể khiến sinh ra đủ chứng bệnh cho nên ăn ít hại ít là đệ tử phật thì tốt nhất không ăn thịt vừa trưởng dưỡng tự tâm không tạo ác vừa giữ thân thanh sạch có nhiều loài nhỏ như côn trùng chim chóc con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh. Chúng ta là đệ tử Phật, cũng nên học theo hạnh Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật dạ có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng hành nhiều bố thí xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ à? tài sản tiền bạc giống như củi tụ nhiều vô ích chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng củi có thể giúp tỏa nhiệt nhặt đâu cũng có dễ tìm đầy rẫy không nên tham muốn có nhiều vì tàn ẩn họa ở trong Có cái thầy nọ Bói cô ấy á Mấy năm nữa đi vào quan giận Mà không có tài giận Vì vậy á Không cho giữ chức tổng giám đốc công ty Nói vậy thì vô lý quá Xin thầy khai thị à. Dù nói số mệnh Nhưng người tu hành Có thể cải đổi số mệnh Đã gọi là số mệnh Thì có ba phần là mệnh Bảy phần là giận Đây chính là thời giận cho nên nói, Thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm, liền có thể nắm, liền có thể nắm, liền có thể nắm liền có thể năm 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 gia đình ông trình có ba người sau khi quy y phật rồi thì giữ giới rất nghiêm, nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho một người rất kính phục. Xem ra phú quý học đạo cũng không khó. Mấu chốt nằm ở chỗ, bạn có huệ căn và cùng Phật có chuyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ, vừa mới lên cao trung, ngày nọ tan học, chàng ra về cùng các bạn trong nhóm có bạn X đang đói bụng, nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng, thì X nhổ ra ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi, Sao lại ném bánh đi? X nói, Ừ, dở quá, ăn không ngon. An trả lời, thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuần chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến đường cái bánh lên, đưa cho bạn ôn tồn nói. Đừng có dứt bỏ bánh như vậy, rất uổng. Bạn hãy ăn đi nha. Lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó. Is cười khẩy, bảo. <cười> bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi. Có tội gì? Nếu anh sợ lãng phí á, thì tự ăn đi. Trình Vĩ nói. Vậy tôi ăn thay anh nha. Nói xong, liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ trình vĩ mách hòa thượng chuyện này, bác bà đỏ lên. Bà nói, mình đã khóc khi nghe con trai thuộc lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong, nhìn thật lâu và mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen. Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Ba trình vĩ nói. Trình vĩ ngày nhỏ rất ưa tỉnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu, do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn, nên con và mẹ nó rất thắc mắc. Cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo, chúng con mở tủ ra, nhìn vào á thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó. Con liền kéo cháu ra để hỏi ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo, Đúng đó, các người tráng nuôi dạy nó cho tốt. Để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay xin thỉnh giáo sư phụ con vốn chỉ có tấm bằng cao trung sau đó gặp cơ hội chỉ tính làm ăn nhỏ thôi ngờ đâu việc hết sức phát đạt thuận lợi vô cùng mãi cho tới bây giờ sự nghiệp quá thành công có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ vì có nhiều người bằng cấp rất là cao lại cực kỳ thông minh thậm chí ra làm việc sớm hơn con nhưng trước sau không phát hoặc có hơn thịnh được mấy năm á thì lại bị suy sụp còn con á thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp Phật pháp biết niệm Phật nè tụng kinh nè in ấn kinh tạo phật tượng <laughs> công việc làm ăn ngày càng tốt đây không thể nói là không có phúc báo sư phụ có thể giảng cho con hiểu con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy sư phụ nói vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt, thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn, từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế Có một lần nọ, có hơn hai ngàn vị đệ tử phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe ngài thuyết pháp khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rộn rột nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý vì tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười liền quay đầu lại giòn thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng chín tuổi đang cười hì hì mồm đang nhai gì đó tay còn cầm nửa cái bánh nhỏ tiếng hỏi sư đói hả tỳ kheo gật đầu thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba trình vĩ. Đứa bé đó là tiền thân của anh. Do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta vững tâm nghe pháp. Công đức này hết sức lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc trong kinh địa tạng nói đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong phật pháp trồng chút thiện căn bằng hạt cát mẩy tơ sợi tóc thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ phát tâm ân trọng tán thán cung kính bố thí cúng dường thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu phật pháp có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý nhưng trong nhiều đời sau từ đó đến nay nhân duyên chính mùi bé không những thành đệ tử phật mà còn rất giàu có chính là anh đấy phải biết vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp phật được khai ngộ và chứng quả nhân đây mà có duyên với anh. Biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoàng dương Phật Pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền Tỉnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân và nhất là không nên sát đạo dâm vọng thực hành trì trí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tán thất đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh chỉ muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp hoặc là họ kiếm tiền bất chánh ví như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng một khi nhân duyên chính mùi. Ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên, những ai làm an sinh sống theo nghiệp tà, thì nên sớm chuyển nghề. Phải gìn giữ thân, khẩu, ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác, hành thiện, thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến con đường làm giàu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được cũng kể từ đó mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh phật giảng nói vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều, ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng. Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều sẽ cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả. Mấy ngày tiếp theo, đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y, bốc một số thuốc hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn. Rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng, đùi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui. Heo mẹ hầm hực, nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hỗn hển kho khe tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua, heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn gây giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi, cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng. Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra mở cửa chuồng heo ông thang liền dùng gậy chọc lên mình nó muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng có lôi thế nào cũng đều không lôi được sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ heo mẹ nổi khùng lên mọi người đều sợ bị heo cắn vậy nên đều không dám đến gần nó có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc trước đây cũng vậy trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó bà đều khóc đau lòng đến mấy ngày liền mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ vừa vuốt ve tai của nó vừa bắt trận trên mình nó nói rằng heo mẹ à ta cũng không muốn bán mày đi để rồi bị giết nhưng mày là heo, là súc vật, mày chính là sinh mệnh như vậy rồi. Nếu như có kiếp sau, thì đừng có làm heo nữa nha. Heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng. Ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn. Mẹ khuyên cả buổi trời mà không được, cũng đã nổi cáo lên, liền lấy hai cây chổi để đuổi nó. Cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó, heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một hai giây vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng các đồ tể liền vội vàng để heo mẹ vào trong cái lồng sắt mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối mình mặc áo có sọc hoa rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi, nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng, đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi. Điều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng đi gọi thang đồ tể, nói heo không bán nữa. Thang đồ tể cười phá lên nói rằng, tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy, mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc sai dần, hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây không sao ngăn lại được sau đó khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được bà tôi âm thầm đốt một bó nhang cảm ở chỗ chuồng heo mấy tháng sau này mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia từ đó về sau mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Bạch Hòa Thượng, xin Ngài hãy giải thích, vì sao mang thân chó? Con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật, biết may đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Mỹ, Mỹ nữ và thổ phỉ Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình. Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa. Chỉ thấy chồng nàng, nhan diện rất hiền lương, phúc hậu, ông thuộc loại người nho nhã có tác phong không hề thô tháo hung dữ như cô ta tả sau khi chúng con kể cho ông nghe cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm ông không ngừng khẩn cầu xin chúng con giúp đỡ tìm cách khuyên giải cô vợ giùm ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác nếu như mà ly hôn ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng. Toàn thể lực sư đoàn chúng con đều chấn trọng, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ. Rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ Mỹ lệ đó, vì sao mà có số mệnh lông đông trớ trêu như vậy? Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắng tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung tùy theo tuổi tác ngày càng một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm ông lý thì ôn du nho nhã cô triệu thì xinh đẹp đoan trang thật là một cặp trời sinh sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông lý cầu hôn cô triệu nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc nói là mình không có tư cách gả cho ông hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chiều vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong, thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dưỡng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như quyền tốt nghiệp đại học rồi. Họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc, thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuột rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng đội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng, nhất là cô triệu đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họ vô đơn chí. Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại, nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại từ trên xe nhảy xuống sáu tên thủ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm chúng không nói năng gì bắt hai vợ chồng dán kính mồm điện và trói lại sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe lột sạch tiền bạc và trang sức của họ điều khiến người ta phẫn độ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng từ đó trở đi tinh thần cô triệu hoàn toàn suy sụp nàng luôn hoảng loạn thường phát sinh ảo giác cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác chuyên bạo hành cưỡng hiếp đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng để luật sư kể xong bèn thỉnh giáo hòa thượng bạch sư phụ cô triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy xin sư phụ giảng cho chúng con nghe những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này, thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này, Hòa Thượng thở dài nói, à, "Cô gái đó kiếp trước là nam nhân" gia cảnh bần cùng cha mẹ mất sớm từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng đàn cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống đến đời này thụ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục nay đã chuyển thế đầu thai tìm kẻ thù báo oán đến như con cô triệu bị giết hàng hóa bị cướp cô bị các tên lưu manh làm nhục luân phiên hãm hiếp tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô vì vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo đời này bởi vì lưới trời tuy lồng lộng nhưng một sợi lông cũng khó thoát cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận các điều ác chớ làm xuyên làm các điều lành. Nghe Hòa Thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này, có người thắc mắc hỏi sư phụ. Cô Triệu đời trước á, làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác vậy đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người dòng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng, chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn kể. Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ân cảm kích đến rơi lệ phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn anh lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người sư phụ nói tiếp người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh nếu như cô Triệu có thể đến chùa, học Phật Pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính, tụng một bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, xuyên hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh giận có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Một người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chứng, Chứng bình, bình sợ, sợ bóng, bóng tối Trần Nữ Sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, hễ trời vừa tối là phát sợ cho nên trước khi trời tối bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà nếu không thì sau khi trời tối bà sẽ không có dụng khí vào phòng thắp đèn và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối bà đều chẳng dám lượm lên bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét rung từ nhỏ đến giờ bà đã đi rất nhiều bệnh viện gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến cho bà rất khổ sở. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân ít. Trong nhà nghèo tới nước, ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn, gã ít trú ngụ, có một gia đình thiền lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên ít nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy. Do vậy, mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm Tiên, Tiên sinh dạy, dạy học Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ, sinh được một đứa con trai Đã ba tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành Bác sĩ khám xong, bảo thằng bé bị chứng điệt não nhẹ Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi Hòa Thượng dùm Hòa Thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tâm danh vọng. Khi đó, nhiều người thích nghiên cứu Phật Pháp. Tìm đến được thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi, ông giáo bèn miệt thị nói với mọi người rằng. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa? rồi ông còn trích lời khổng tử thế này không biết sống đâu biết chết và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác do nói lời hàm hồ như vậy ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học phật chính vì tính tự cao ngã mạng ý vào tri thức nửa vời vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu phật pháp cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. đến hiện đời do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất. khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. giờ đây nhân duyên chính mùi đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa, từng thọ ác báo. đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. nếu muốn thay đổi nghiệp báo họ phải sám hối tội ăn thịt hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm lỡ mất cơ duyên học phật pháp và cũng nên vì những con heo mà họ ăn tụng kinh địa tạng siêu độ cho hòa thượng khẳng định chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu rèn luyện thân thể đứa bé sẽ dần chuyển tốt não sẽ hồi phục bình thường tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe cha đứa bé nghe xong kinh hãi nói sư phụ giảng rất đúng ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ vợ ông rất ưa ăn đầu heo không ngờ báo ứng ập tới cả nhà lãnh chung thật là từ làm từ chịu nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy mẹ đứa bé rơi nước mắt bày tỏ lòng sám hối dạ nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu dân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là bốn năm lần, nhiều thì mười mấy lần. Thấy bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. Bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính. Dù uống rất nhiều thuốc, nhưng không có hiệu quả. Có lần bà lên nhà, hỏi tôi có cách gì giúp bà không? Tôi hớm hỉnh bảo. Tôi sẽ ra thuốc cho bà. Chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê, thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu và hạng bác sĩ như tôi đây một xu cũng không lấy bà đóng thực thà nói ông cứ kê toa đi tôi tin ông mà đắt mấy tôi cũng mua đắng mấy tôi cũng uống tôi nói thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền tôi thấy bà phải sớm như ăn thịt gà thịt vịt cá dì ruột dạ dày của bà không tiếp thu được hội tanh do vậy mỗi ngày bà đều đi chải bắt đầu từ nay trở đi trừ trứng gà không trống ra bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn tôi nói thêm kể từ tối nay trước khi sắp ngủ bà hãy thư giãn thân gọi cho tốt hít thở đều tĩnh tâm lại nhắm mắt niệm phật nam mô quay thêm bồ tát nửa tiếng chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả nếu niệm một tháng mà không hiệu quả xem như tôi nói không đúng tôi sẽ để bà ăn thịt lại dù sao dùng toa này không tốn tiền bà có muốn thử hay không bà nghe tôi nói mặt đầy ghi gờ hỏi nè một nửa đồng nghiệp của tôi á cứ đến ngày rằm mồng một là đi chùa tụng kinh ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà nhưng bà ta khắp thân điều bệnh đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày nhưng bệnh vẫn không ngớt như vậy thì ông giải thích làm sao đây tôi chất vấn bà ta ăn chay hả người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật chỉ cần không sát sinh nó là được rồi có thể ăn tam tịnh nhục cho nên tôi cứ vậy mà ăn Bà Động trả lời, tôi hỏi. Giả sử, có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiên cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh thì trước càng đoạn ác nghiệp phát tâm sám hối cầu chư phật gia trì thì mới hiệu nghiệm phật bồ tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian phật pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ không biết đến vị thuốc tối hay này người ta hoàn toàn không biết là mọi người đều tự có kho báo. đúng thật là đáng tiếc nếu như không thể tuân hành theo lời phật dặn thì bất kể là dùng thuốc gì khám bác sĩ nào bệnh của bà cũng không trị hết. Tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành to ăn chay niệm Phật mà ông vừa cho. Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm sau, bà Đỗng mặt mày hướng hở, báo cáo. <laughs> Đêm qua tôi về nhà, bụng không còn bị đau, Lúc dùng tối thì không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tỉnh tọa. Tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, quá ra cả hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thế. Rồi bà hí hửng phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay, cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đỗng không những chứng đau bụng đi tả đã hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, Bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh địa tạng và chú đại bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện, hành theo lời Phật dạy. Nhân nào quả nấy? Láng giềng tôi có bác trương, ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu ông bị chóng mặt đã ba bốn năm đây uống thuốc trị đều gì cũng không kết quả ông nói đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống hai bình rượu vậy đó nhân duyên hội đủ ông đến gặp hòa thượng diệu pháp năng nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông sư phụ cười nói tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói. Mệnh tự ta lập. Thí như, do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình cố gắng sửa đổi thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn bởi vì phật pháp không phải để cho người mê tín phật bồ tát hay một cao tăng nào đó mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ tự mình cải tạo số mệnh của mình bác trương suy nghĩ một hồi rồi gục gạt đầu. Hòa thượng nói tiếp. Ông bị chóng mặt là do ba bốn năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc này không? Bác Trương hồi tưởng lại và nói. Dạ có chứ, có việc này chứ. Sư phụ, ngài quả là có đại thần thông. Ờ, ta nói cách đây khoảng hai ba năm gì đó. Con bữa con vô trong kho chứa đồ phát hiện ra trời ơi nguyên cái ổ chuột con mới sinh khoảng sáu bảy con gì đó trời ơi đệ tử nhát lắm đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết tôi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lòng trời ơi dùng hết sức bình sinh lắc mạnh thiệt mạnh lắc hồi lâu con nghĩ là tụi nó đã chết liền đem ra quăng ngoài bãi rác trời ơi có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chống mặt của con sao đúng vậy ổ chuột đó không bị ông lắc chết mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhưng nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết, nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạnh ương. Động vật sợ dĩ có thể bị giết, cũng là do kiếp trước, nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời này mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng đó, tức là đang dây nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn quan quan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta, cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra chỉ có liệu giải Phật Pháp, tin sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biện khổ sinh tử. Thế nào? Từ nay về sau ông còn muốn sát sinh nữa không? Bác Trương đang ngồi sợ đến gẫn ngư, nghe hòa thượng hỏi, vội đáp. Dạ, dạ, từ nay về sau, con không dám sát sinh nữa. Nói xong, ông hoan hỷ mắt, <laughs> Bạch sư phụ Đầu con tục Đột nhiên tỉnh táo rồi Không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết Người chung quanh đều cười Bác Trương thắc mắc nói tiếp Nhưng mà Cái loài chuột nó hại sâu Cắn phá tài sản của con người Thậm chí truyền bệnh dịch hạch Nếu như không giết tụi nó Tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao Chọn cái tổng thể từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ di trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh, lão, bệnh, tử, thì vật có thành, trụ, hoại không? Cho dù là núi, sông, biển cả, hoa cỏ, hạt xương, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt thế nhưng cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham khó thể tưởng tượng chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng nổ đá khiến rừng bị quỷ hoại núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước khí hậu đổi thay lũ lụt phát sinh ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều Động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục trang sức. Do vậy mới có câu: Thiên tai là chính do nhân họa tạo thành hòa thượng ngừng một lát rồi nói tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột ông có muốn thí nghiệm thử không mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm ngài mỉm cười giải thích trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng đuôi chúng cũng giống trâu ngựa mèo chó một số có thể nghe hiểu tiếng người khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ bản thân tôi ngày trước chưa hiểu phật pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột bây giờ tôi đã rõ đạo lý từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế nhất định sẽ thấy kết quả thậm chí một ngày kia chuột sẽ dời ổ bỏ đi buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắc tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm. Kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này, và nói, rất linh nghiệm. Không tin nữa. Thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. Hồ trì Phật Pháp bằng đức Hạnh tôi hỏi sư phụ con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự diện hay bố thí tham gia pháp hội nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi bệnh viện đâu cũng không trị nổi xin hỏi sư phụ nguyên nhân căn bệnh của bà là gì sư phụ đáp làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện, thì tự diện mới thành là đạo tràng, dạng đức, trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy, ngoài việc tu tâm sự tính, giữ lòng khiêm cung ra còn phải tụng kinh địa tạng để tiêu trừ túc nghiệp khi tụng kinh không nên tham nhiều tham mau đọc lu lua trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm khẩu mắt phối hợp hỗ tương cho đồng chẳng nên hôn trầm tán loạn tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham sân si mà phải hằng có tâm điều phục chúng giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyện đến nữ cư sĩ này rồi bà nói sư phụ phê bình rất đúng bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn sau đó bà buông bỏ hoàn toàn không thèm quan tâm đến chuyện bình tận nữa cứ ở nhà tụng kinh địa tạng khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa Lúc đến y viện kiểm tra, thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà, chi trì tùng kinh địa tạng. Lúc tùng đến bộ thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày, bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó, bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quá thực, đúng là kỳ tích. Đến nay, đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi, tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thực là lạ. Pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp, từ bi khai thị như cam lồ dưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, Pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần Pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì, lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận, hồn phách có siêu mà thường theo kẻ tụ ác chờ lúc phúc họ suy để báo oán lâu dần thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh hành vi ví như một kẻ cấp sách tới trường thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất, thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo, sau khi chết, họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử Chúng ta thấy mẹ ông mạnh tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen giao du với người hiền thì trở thành lương thiện nếu thường thân cận phật thánh sẽ có tâm như thánh nhan diện sẽ hiền lương như mặt phật vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng những kẻ sống bằng nghề đồ tể thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm chúng mang hình thể thú vật có đau ốm cũng ít ai biết lại chẳng được uống thuốc men luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình người đời mê ăn thịt không biết họa hại ẩn ở trong cứ nấu ăn thịt đó tưởng là ngon bổ không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói: bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc: ăn tám lượng phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trượt, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp. Ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu không chết gấp thì cũng chết từ từ bệnh hành đau đớn con vật trượt khí nhiều từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp thì thân thể thuần là tố chất của loài vật người ăn thịt thiếu lòng từ thân đầy trượt khí rất không tốt người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân bảo vệ phẩm chất thanh tịnh khi ăn thịt những loài gia súc vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm ảnh hưởng tới công phu tu hơn nữa ăn chay giúp tiết dục, tịnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trượt, tính linh dơ bẩn, ăn giàu dục nhiều, tinh thần tối tâm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì, nhất là người lớn tuổi Sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít, hại ít là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống hoặc chục mạng trăm mạng con vật cũng có quyền được sống giết chóc chúng bừa bãi không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên hủy diệt lòng từ ái đức phật thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta là đệ tử phật cũng nên học theo hạnh ngài hãy đối xử từ ái với loài vật dạ có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng thành nhiều bố thí xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ à? tài sản tiền bạc giống như củi tụ nhiều vô ích chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng củi có thể giúp tỏa nhiệt nhặt đâu cũng có dễ tìm đầy rẫy không nên tham muốn có nhiều vì tàn ẩn họa ở trong có cái thầy nọ bói cô ấy á mấy năm nữa đi vào quan giận mà không có tài giận vì vậy á không cho giữ chức tổng giám đốc công ty nói vậy thì vô lý quá xin thầy khai thị ạ. À. dù nói số mệnh nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh đã gọi là số mệnh thì có ba phần là mệnh bảy phần là giận đây chính là thời vận, cho nên nói thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y ngộ đạo rồi liền có thể nắm, liền có thể nắm, liền có thể nắm liền có thể năm 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 gia đình ông trình có ba người sau khi quy y Phật rồi, thì giữ dưới rất nghiêm, nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề, trì giới chu toàn, khiến cho một người rất kính phục. Xem ra, phú quý học đạo cũng không khó, mấu chốt nằm ở chỗ, bạn có huệ căng và cùng Phật có chuyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ, vừa mới lên cao trung. Ngày nọ, tan học, chàng ra về cùng các bạn, trong nhóm có bạn X đang đói bụng, nên đã mua một cái bánh nướng, vừa mới cắn một miếng, thì X nhổ ra ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi, Sao lại ném bánh đi? X nói, Ừ, dở quá, ăn không ngon. Đang trả lời, thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuần chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến đường cái bánh lên, đưa cho bạn ôn tồn nói. Đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng. Bạn hãy ăn đi nha. Lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó. Is cười khẩy, bảo. <cười> bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi. Có tội gì? Nếu anh sợ lãng phí á, thì tự ăn đi. Trình Vĩ nói. Vậy tôi ăn thay anh nha. Nói xong, liền ăn cái bánh đó khi mẹ trình vĩ mắt hòa thượng chuyện này bác bà đỏ lên bà nói mình đã khóc khi nghe con trai thuộc lại cảnh trạng đó hòa thượng nghe xong nhìn thật lâu và mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ mỉm cười khen con trai ngoan học tập giỏi tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe bà trình vĩ nói trình vĩ ngày nhỏ rất ưa tỉnh tọa có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu, do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn, nên con và mẹ nó rất thắc mắc, cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo, chúng con mở tủ ra, nhìn vào á thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó, con liền kéo cháu ra để hỏi, ngồi trong đây làm cái gì? nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo. Đúng đó. Các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo. Tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay xin thỉnh giáo sư phụ con vốn chỉ có tấm bằng cao trung sau đó gặp cơ hội chỉ tính làm ăn nhỏ thôi ngờ đâu việc hết sức phát đạt thuận lợi vô cùng mãi cho tới bây giờ sự nghiệp quá thành công có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ vì có nhiều người bằng cấp rất là cao lại cực kỳ thông minh thậm chí ra làm việc sớm hơn con nhưng trước sau không phát hoặc có hơn thịnh được mấy năm á thì lại bị suy sụp còn con á thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp Phật pháp biết niệm Phật nè tụng kinh nè in ấn kinh tạo phật tượng <laughs> công việc làm ăn ngày càng tốt đây không thể nói là không có phúc báo sư phụ có thể giảng cho con hiểu con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy sư phụ nói vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt, thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn, từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế Có một lần nọ, có hơn hai ngàn vị đệ tử Phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe ngài thuyết pháp. Khi đó, có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn, trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rộn rột Nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp, nên không ai để ý. Vì tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười liền quay đầu lại giòn thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng chín tuổi đang cười hì hì mồm đang nhai gì đó tay còn cầm nửa cái bánh nhỏ tiếng hỏi sư đói hả tỳ kheo gật đầu thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba trình vĩ. Đứa bé đó là tiền thân của anh. Do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta dựng tâm nghe pháp. Công đức này hết sức lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc trong kinh địa tạng nói đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong phật pháp trồng chút thiện căn bằng hạt cát mẩy tơ sợi tóc thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ phát tâm ân trọng tán thán cung kính bố thí cúng dường thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu phật pháp có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý nhưng trong nhiều đời sau từ đó đến nay nhân duyên chính mùi bé cung những thành đệ tử phật mà còn rất giàu có chính là anh đấy phải biết vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp phật được khai ngộ và chứng quả nhân đây mà có duyên với anh. Biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoàng dương Phật Pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tỉnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân và nhất là không nên sát đạo dâm vọng thực hành trì trí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hưng thịnh, chỉ muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp, hoặc là họ kiếm tiền bất chánh, thì như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng, một khi nhân duyên chính mùi ác báo sẽ hiện tiền cho nên những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề phải gìn giữ thân khẩu ý sửa đổi hành vi xấu sám hối tội lỗi bỏ ác hành thiện thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến con đường làm giàu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được cũng kể từ đó mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh phật giảng nói vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều, ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con khi heo con sinh ra heo mẹ đều sẽ cẩn thận di chuyển thân mình chỉ sợ đè trúng heo con còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt những lúc đẻ ít đều có 7-8 con những lúc đẻ nhiều có 15-16 con mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó biết nó đẻ con vất vả Mấy ngày tiếp theo đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn, những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y, bốc một số thuốc hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích, không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn. Rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm bốn năm giờ sáng bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó liền đứng lên dùng đầu ủi một cái miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ nó đang bảo vệ đứa con của mình mẹ bước đến nói với nó rằng đùi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền mày hãy phối hợp một chút đừng có không vui heo mẹ hầm hực nghiêng đầu sang một bên vừa phát ra tiếng thở hổn hển kho khè tôi cùng với ba mang cân ra mẹ thì thu tiền lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở cứ như vậy hơn mười năm đã trôi qua heo mẹ mỗi lúc một già đi số heo con để được mỗi năm cũng ít đi mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn để giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi, cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang là người giết heo trong làng khi ông thang đồ tể đến tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra mở cửa chuồng heo ông thang liền dùng gậy chọc lên mình nó muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng có lôi thế nào cũng đều không lôi được sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ heo mẹ nổi khùng lên mọi người đều sợ bị heo cắn vậy nên đều không dám đến gần nó có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc trước đây cũng vậy trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó bà đều khóc đau lòng đến mấy ngày liền mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ vừa vuốt ve tai của nó vừa bắt trận trên mình nó nói rằng heo mẹ à ta cũng không muốn bán mày đi để rồi bị giết nhưng mày là heo là súc vật mày chính là sinh mệnh như vậy rồi nếu như có kiếp sau thì đừng có làm heo nữa nha heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn mẹ khuyên cả buổi trời mà không được cũng đã nổi cáu lên liền lấy hai cây chổi để đuổi nó cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỷ xuống dừng lại cũng một hai giây vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng các đồ tể liền vội vàng để heo mẹ vào trong cái lồng sắt mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi, nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, đều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi thang đồ tể, nói heo không bán nữa. Thang đồ tể cười phá lên nói rằng, tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy. Mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần. Hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Bà tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau, Mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Bạch Hòa Thượng, xin Ngài hãy giải thích, vì sao mang thân chó? Con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật, biết may đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hành không xứng với vị trí con người. Cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Mỹ nữ và thổ phỉ Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến hòa thượng diệu pháp cô ta tự giới thiệu về mình. Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp lý tiên sinh, tức là chồng của nàng khi diện kiến, chúng con bật ngửa. Chỉ thấy chồng nàng, nhan diện rất hiền lương, phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ, như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, dễ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ dùm ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác nếu như mà ly hôn ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc sau đó ông thuộc lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì? Thu thật là, sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể lực sư đoàn chúng con đều chấn trọng, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó, vì sao mà có số mệnh lông đông trớ trêu như vậy? Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắng tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã, suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác, ngày càng một tăng, mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn du nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ, nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. vào lúc cô Triệu 8 tuổi, thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi, thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết, cũng đành bấm bụng chiều vậy để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng mãi tận đến nay ông lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ phù thân ông lý kinh doanh hãng giày gia cảnh rất giàu ông lý giấu nhẹm chuyện cô triều bị bố dượng làm nhục thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô triều qua canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con, và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như quyền. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn, và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu, thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc, thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi, thì bị bắt cóc họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuột rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng đội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng, nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họ vô đơn chí, năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc một buổi tối năm thứ ba lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại từ trên xe nhảy xuống sáu tên thủ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm chúng không nói năng gì bắt hai vợ chồng dán kính mồm điện và trói lại sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe lột sạch tiền bạc và trang sức của họ điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng từ đó trở đi tinh thần cô triệu hoàn toàn suy sụp nàng luôn hoảng loạn thường phát sinh ảo giác cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác chuyên bạo hành cưỡng hiếp đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng để luật sư kể xong bèn thỉnh giáo hòa thượng bạch sư phụ Cô Triều kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được, một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách, trời già bất công. Lúc này, hòa thượng thở dài nói cô gái đó kiếp trước là nam nhân gia cảnh bần cùng cha mẹ mất sớm từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng đàn cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thụ vị đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu, người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục, nay đã chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp. Tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này, muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì, lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng khó thoát cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt thì cũng không trốn được luật nhân quả phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo trong kinh phật thường nói nhân quả báo ứng như bóng theo hình cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời những điều đã tạo ra không hề mất Điều này khuyên răng chúng ta. Phải hết sức cẩn thận. Các điều ác chớ làm. Xuyên làm các điều lành. Nghe Hòa Thượng Diệu Pháp nói, Không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này, có người thắc mắc hỏi sư phụ. Cô Triệu đời trước á, làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dễ đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng, chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn ghế. Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé mình cũng từng khốn khổ như thế do vậy mà thông cảm xót thương hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ, phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng Nam nhận tiền xong, liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ơn, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn anh lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người sư phụ nói tiếp người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh nếu như cô triệu có thể đến chùa học phật pháp thọa giữ ngũ giới hành thập thiện hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại xuyên hành trì như vậy bền bỉ thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ vì sao mệnh giận có thể chuyển tốt? Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Một người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chứng, Chứng bình, bình sợ bóng, bóng tối Trần Nữ Sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp bà kể từ nhỏ tới giờ thấy trời vừa tối là phát sợ cho nên trước khi trời tối bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà nếu không thì sau khi trời tối bà sẽ không có dũng khí vào phòng thắp đèn và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối bà đều chẳng dám lượm lên bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét rung từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến cho bà rất khổ sở. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân X. Trong nhà nghèo tới nước, ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn, gã X trú ngụ, có một gia đình thiền lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến, và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên ít nghèo nàng này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ, và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm tiên, tiên sinh dạy, dạy học tỉnh sơn tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai đã ba tuổi mà vẫn chưa biết đi nói cũng không rành bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ hai vợ chồng vạn phần lo lắng liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng dùm. hòa thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tâm danh vọng. Khi đó, nhiều người thích nghiên cứu Phật Pháp. Tìm đến được thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi, ông giáo bèn liệt thị nói với mọi người rằng. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa? rồi ông còn trích lời khổng tử thế này, không biết sống, đâu biết chết, và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình, rất là chính xác. Do nói lời hàm hồ như vậy, ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật. Chính vì tính từ cao ngã mạng, ý vào tri thức nửa vời, vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình, ngăn trở người tìm hiểu Phật Pháp cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất, khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây nhân duyên chính mùi, đứa con trai mà họ sinh ra, chính là ông giáo kiếp xưa, từng thọ ác báo, đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi dịp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm lỡ mất cơ duyên học phật pháp và cũng nên vì những con heo mà họ ăn tụng kinh địa tạng siêu độ cho hòa thượng khẳng định chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu, rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình. Tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong kinh hãi nói: Sư phụ giảng rất đúng ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt. Còn thiết lập thêm cái lò mổ riêng nữa, do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo. Không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung, thật là từ làm từ chịu, nếu biết rõ, thì họ đã không làm như vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối. Dạ, Và nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu dân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là bốn năm lần nhiều thì mười mấy lần hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả có lần bà lên nhà hỏi tôi có cách gì giúp bà không tôi hớm hỉnh bảo tôi sẽ ra thuốc cho bà chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu và hàng bác sĩ như tôi đây Một xu cũng không lấy Bà đóng thực thà nói Ông cứ ghi toa đi Tôi tin ông mà Đắt mấy tôi cũng mua Đắng mấy tôi cũng uống Tôi nói Thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền Tôi thấy bà phải sớm như ăn thịt gà, thịt vịt, cá Vì ruột, dạ dày của bà không tiếp thu được hội tanh Do vậy, mỗi ngày bà đều đi chải Bắt đầu từ nay trở đi Trừ trứng gà không trống ra Bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn tôi nói thêm kể từ tối nay trước khi sắp ngủ bà hãy thư giãn thân gọi cho tốt hít thở đều, tĩnh tâm lại nhắm mắt niệm phật nam mô quay thêm bồ tát nửa tiếng chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả nếu niệm một tháng mà không hiệu quả xem như tôi nói không đúng tôi sẽ để bà ăn thịt lại dù sao dùng toa này không tốn tiền bà có muốn thử hay không bà nghe tôi nói mặt đầy ghi gờ, hỏi. Nè, một nửa đồng nghiệp của tôi á, cứ đến ngày rằm, mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà, nhưng bà ta khắp thân điều bệnh, đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày, nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây? Tôi chất vấn. Bà ta ăn chay hả? Người ta nói á, là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục. Cho nên tôi cứ vậy mà ăn, Bà Động trả lời, tôi hỏi. Giả sử, có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiên cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh thì trước cần đoạn ác nghiệp phát tâm sám hối cầu chư phật gia trì thì mới hiệu nghiệm phật bồ tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian phật pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ không biết đến vị thuốc tối hay này người ta hoàn toàn không biết là mọi người đều tự có kho báo đúng thật là đáng tiếc nếu như không thể tuân hành theo lời phật dặn thì bất kể là dùng thuốc gì khám bác sĩ nào bệnh của bà cũng không trị hết tôi nói có đúng không ông giảng thì tôi hiểu rồi từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành to ăn chay niệm phật mong vừa cho nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa mà sẽ học tập theo ông ngày ngày ăn chay niệm phật tối hôm sau bà Động mặt mày hướng hở báo cáo <laughs> Đêm qua tôi về nhà, bụng không còn bị đau. Lúc dùng tối thì không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tỉnh tọa. Tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, quá ra cả hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thế. Rồi bà hí hửng phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay, cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đỗng không những chứng đau bụng đi tả đã hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, và ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh địa tạng và chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện, hành theo lời Phật dạy. Nhân, Nhân nào, nào quả nấy Láng giềng tôi có bác trương, ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu, ông bị chóng mặt đã ba bốn năm đây uống thuốc trị điều trị cũng không kết quả ông nói đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống hai bình rượu vậy đó nhưng duyên hội đủ ông đến gặp hòa thượng diệu pháp năng nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông sư phụ cười nói tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói. Mệnh tự ta lập. Thí như, do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình cố gắng sửa đổi thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn bởi vì phật pháp không phải để cho người mê tín phật bồ tát hay một cao tăng nào đó mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ tự mình cải tạo số mệnh của mình bác trương suy nghĩ một hồi rồi gục gạt đầu. Hòa thượng nói tiếp. Ông bị chóng mặt, là do ba bốn năm trước, ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc này không? Bác Trương hồi tưởng lại, và nói. Dạ có chứ, có việc này chứ, sư phụ, ngài quả là có đại thần thông Ờ, à, ta nói cách đây khoảng hai ba năm gì đó, con bữa con vô trong kho chứa đồ phát hiện ra trời ơi nguyên cái ổ chuột con mới sinh khoảng sáu bảy con gì đó trời ơi đệ tử nhát lắm đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết tôi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lòng trời ơi dùng hết sức bình sinh lắc mạnh thiệt mạnh lắc hồi lâu con nghĩ là tụi nó đã chết liền đem ra quăng ngoài bãi rác trời ơi có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chóng mặt của con sao đúng vậy ổ chuột đó không bị ông lắc chết mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhưng nào quả đó? Đây là nguyên nhân vì sao ông chống mặt. Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bày chuột chưa chết, nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạnh ương. Động vật sợ dĩ có thể bị giết, cũng là do kiếp trước, nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời này mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng đó, tức là đang dây nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn oang quan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta, cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liệu giải Phật pháp, tinh sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào? Từ nay về sau ông còn muốn sát sinh nữa không? Bác Trương đang ngồi sợ đến gẫn gư, nghe hòa thượng hỏi, vội đáp: "Dạ, dạ, từ nay về sau con không dám sát sinh nữa." Nói xong, ông hoan hỷ mắt <laughs> bạch sư phụ đầu có ông tục đột nhiên tỉnh táo rồi không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết người chung quanh đều cười bác trương thắc mắc nói tiếp nhưng mà cái loài chuột nó hại sâu cắn phá tài sản của con người thậm chí truyền bệnh dịch hạch nếu như không giết tụi nó tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao trọn cả tổng thể từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ di trần bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại nếu con người có sinh lão bệnh tử thì vật có thành trụ hoại không cho dù là núi sông biển cả hoa cỏ hạt xương chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng, cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng nổ đá khiến rừng bị quỷ hoại núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước khí hậu đổi thay lũ lụt phát sinh ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều Động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân dân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục trang sức. Do vậy mới có câu: Thiên tai là chính do nhân họa tạo thành hòa thượng ngừng một lát rồi nói tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột ông có muốn thí nghiệm thử không mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm ngài mỉm cười giải thích trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng đuôi chúng cũng giống trâu ngựa mèo chó một số có thể nghe hiểu tiếng người khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ bản thân tôi ngày trước chưa hiểu phật pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột bây giờ tôi đã rõ đạo lý từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế nhất định sẽ thấy kết quả thậm chí một ngày kia chuột sẽ dời ổ bỏ đi buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới sau đó phương pháp này lần lượt được thí nghiệm kết quả rất tuyệt còn có người trong nhà bị nhiều kiến họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm không tin nữa thế thì bạn hãy thí nghiệm đi hồ trì phật pháp bằng đức hạnh tôi hỏi sư phụ con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện hay bố thí tham gia pháp hội nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi bệnh viện đâu cũng không trị nổi xin hỏi sư phụ nguyên nhân căn bệnh của bà là gì sư phụ đáp làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạng phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh còn nếu không những đem tài vật cúng dường mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện thì tự diện mới thành là đạo tràng dạng đức trang nghiêm hóa độ thập phương rộng rãi hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sửa tính giữ lòng khiêm cung ra còn phải tụng kinh địa tạng để tiêu trừ túc nghiệp khi tụng kinh không nên tham nhiều tham mau đọc lu lu trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm khẩu mắt phối hợp hộ tương cho đồng chẳng nên hôn trầm tán loạn tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham sân si mà phải hằng có tâm điều phục chúng giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyện đến nữ cư sĩ này rồi bà nói sư phụ phê bình rất đúng bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn sau đó bà buông bỏ hoàn toàn không thèm quan tâm đến chuyện bình tận nữa cứ ở nhà tụng kinh địa tạng khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa Lúc đến y viện kiểm tra, thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà, chi trì tùng kinh địa tạng. Lúc tùng đến bộ thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày, bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó, bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quá thực, đúng là kỳ tích. Đến nay, đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thực là lạ pháp ngữ của hòa thượng hòa thượng diệu pháp từ bi khai thị như cam lồ dưới đảnh khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm pháp hỷ sung mãn xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau bạch hòa thượng vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó lúc con vật bị giết lòng đầy kinh hoàng oán hận hồn phách khó siêu mà thường theo kẻ tụ ác chờ lúc phúc họ suy để báo oán lâu dần thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh hành vi ví như một kẻ cắp sách tới trường thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất, thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo, sau khi chết, họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử Chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen giao du với người hiền thì trở thành lương thiện nếu thường thân cận phật thánh sẽ có tâm như thánh nhan diện sẽ hiền lương như mặt phật vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng những kẻ sống bằng nghề đồ tể thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm chúng mang hình thể thú vật có đau ốm cũng ít ai biết lại chẳng được uống thuốc men luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình người đời mê ăn thịt không biết họa hại ẩn ở trong cứ nấu ăn thịt đó Tưởng là ngon, bổ Không ngờ rằng Ăn sẽ mang bệnh vào thân Tục ngữ có nói Bệnh tùng khẩu nhập Tức là bệnh vào từ miệng Còn trong kinh sách thường nhắc Ăn tám lượng Phải trả nửa cân Ăn thịt nhiều rất có hại Đó là sự thật Có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trượt, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp. Ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh tâm oán hận vào mình lâu ngày thành ung bướu không chết gấp thì cũng chết từ từ bệnh hành đau đớn con vật trượt khí nhiều từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp thì thân thể thuần là tố chất của loài vật người ăn thịt thiếu lòng từ thân đầy trượt khí rất không tốt người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân bảo vệ phẩm chất thanh tịnh khi ăn thịt những loài gia súc vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm ảnh hưởng tới công phu tu hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tịnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của xuất sinh ô trượt, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tâm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ít lợi gì nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể khiến sinh ra đủ chứng bệnh. cho nên ăn ít, hại ít là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh, Chúng ta là đệ tử Phật cũng nên học theo hạnh ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật. Dạ, có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ? À? Tài sản, tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích. Chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy, không nên tham muốn có nhiều, vì tàn ẩn họa ở trong. Có cái thầy nọ, bói cô ấy á, mấy năm nữa đi vào quan giận, mà không có tài giận, vì vậy á, không cho giữ chức tổng giám đốc công ty, nói vậy thì vô lý quá, xin thầy khai thị ạ. À. Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có ba phần là mệnh, bảy phần là giận. Đây chính là thời giận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y ngộ đạo rồi liền có thể năm 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 gia đình ông Trình có ba người. Sau khi quy y Phật rồi, thì giữ dưới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho một người rất kính phục. Xem ra, phú quý học đạo cũng không khó. Mấu chốt nằm ở chỗ, bạn có huệ căng và cùng Phật có chuyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ, vừa mới lên cao trung. Ngày nọ, tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng, nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng, thì X nhổ ra ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi, Sao lại ném bánh đi? X nói, Ừ, dở quá, ăn không ngon. Đang trả lời, thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuần chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến đùm cái bánh lên, đưa cho bạn. Ôn Tồn nói: "Đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng. Bạn hãy ăn đi nha. Lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó." Ít cười khẩy, bảo: <cười> "Bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi, có tội gì? Nếu anh sợ lãng phí á thì tự ăn đi." Trình Vĩ nói: "Vậy tôi ăn thay anh nha." Nói xong, liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ trình vĩ mách hòa thượng chuyện này, bác bà đỏ lên. Bà nói, mình đã khóc khi nghe con trai thuộc lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong, nhìn thật lâu và mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen. Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Bà trình Vĩ nói. Trình dĩ ngày nhỏ rất ưa tỉnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu, do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn, nên con và mẹ nó rất thắc mắc, cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo, chúng con mở tủ ra, nhìn vào thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó, con liền kéo cháu ra để hỏi ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo, Đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo. Tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói, Con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ, con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội, chỉ tính làm ăn nhỏ thôi, ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ, sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ, vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát hoặc có hơn thịnh được mấy năm á thì lại bị suy sụp. Còn con á thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp Phật pháp, biết niệm Phật nè, tụng kinh nè, in ấn kinh, tạo phật tượng, <laughs> công việc làm ăn ngày càng tốt. Đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu, con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy. Sư phụ nói, Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt, thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn, từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế có một lần nọ có hơn hai ngàn vị đệ tử phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe ngài thuyết pháp khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rộn rột nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý. Vì tỳ kheo này, bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười, liền quay đầu lại giòn, thì thấy ngoài cổng có một bé trai, khoảng chín tuổi, đang cười hì hì, mồm đang nhai gì đó, tay còn cầm nửa cái bánh. Nhỏ tiếng hỏi, Sư đói hả? Tỳ kheo gật đầu, Thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba trình vĩ. Đứa bé đó là tiền thân của anh. Do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta dựng tâm nghe Pháp. Công đức này hết sức lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc. Trong kinh địa tạng nói, đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong phật pháp, trồng chút thiện căn bằng hạt cát, mẩy tơ sợi tóc, thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ. Trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ phát tâm ân trọng tán thán cung kính bố thí cúng dường thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu phật pháp có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý nhưng trong nhiều đời sau từ đó đến nay nhân duyên chính mùi bé không những thành đệ tử phật mà còn rất giàu có chính là anh đấy phải biết vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp phật được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh. Biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoàng dương Phật Pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tỉnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân và nhất là không nên sát đạo dâm vọng thực hành trì chí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành những người giàu sang, mà sau đó tiền tài bị tán thất. Đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như, tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là, họ kiếm tiền bất chánh, chỉ như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng một khi nhân duyên chín mùi ác báo sẽ hiện tiền cho nên những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề phải gìn giữ thân khẩu ý sửa đổi hành vi xấu sám hối tội lỗi bỏ ác hành thiện thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến con đường làm giàu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được cũng kể từ đó mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh phật giảng nói vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những đứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên, rất được cả làng cả xóm tán thưởng. Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều sẽ cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả. Mấy ngày tiếp theo, đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y, bốc một số thuốc hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946 xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn, rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tự như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng: "Đùi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui." Heo mẹ hầm hực, nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hổn hển khò khè. Tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua. Heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn để giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là, nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi. Cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng. Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra mở cửa chuồng heo ông thang liền dùng gậy chọc lên mình nó muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng có lôi thế nào cũng đều không lôi được sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ heo mẹ nổi khùng lên mọi người đều sợ bị heo cắn vậy nên đều không dám đến gần nó có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc trước đây cũng vậy trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó bà đều khóc đau lòng đến mấy ngày liền mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ vừa vuốt ve tai của nó vừa bắt trận trên mình nó nói rằng heo mẹ à ta cũng không muốn bán mày đi để rồi bị giết nhưng mày là heo là súc vật mày chính là sinh mệnh như vậy rồi nếu như có kiếp sau thì đừng có làm heo nữa nha heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn mẹ khuyên cả buổi trời mà không được cũng đã nổi cáu lên liền lấy hai cây chổi để đuổi nó cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỷ xuống dừng lại cũng một hai giây vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng các đồ tể liền vội vàng để heo mẹ vào trong cái lồng sắt mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối mình mặc áo có sọc hoa rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi, nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi điều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng vừa định hồn lại một chút dường như nghĩ ra điều gì đó vội vàng đi gọi thang đồ tể nói heo không bán nữa thang đồ tể cười phá lên nói rằng tiền cũng đã đưa cho bà rồi hối hận cũng không được nữa đâu xe đã nổ máy mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Bà tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau, mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Bạch Hòa Thượng, xin Ngài hãy giải thích, vì sao mang thân chó? Con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật, biết may đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hành không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Mỹ nữ và thổ phỉ Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình. Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ triệu nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa. Chỉ thấy chồng nàng, nhan diện rất hiền lương, phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ, như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ dùm. Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc, mất tính người do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác nếu như mà ly hôn ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng toàn thế lực sư đoàn chúng con đều chấn động kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ. Rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ Mỹ Lệ đó, vì sao mà có số mệnh long đông trớ trêu như vậy? nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Thiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Hòa là đôi bạn thanh mai trúc mã, suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày càng một tăng, mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn du nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ, nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi, thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết, cũng đành bấm bụng chiều vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong, thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dựng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như quyền. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng nội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng, nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi tinh thần khó hồi phục nhưng họ vô đơn chí năm sau toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc một buổi tối năm thứ ba lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại từ trên xe nhảy xuống sáu tên thủ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kính mồm điện và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là, bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Bạch sư phụ, cô triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy, khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này, Hòa thượng thở dài nói, à, "Cô gái đó kiếp trước là nam nhân, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin." rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng nàng cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống đến đời này thụ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục. Nay đã chuyện thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu Muốn biết nhân đời trước Nhìn quả thọ đời này Muốn biết quả đời sau Nhìn nhân gieo đời này Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng Nhưng một sợi lông cũng khó thoát Cho dù hiện đời Kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt Thì cũng không trốn được luật nhân quả phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận các điều ác chớ làm, xuyên làm các điều lành. Nghe Hòa Thượng nhiều Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này, có người thắc mắc hỏi sư phụ. Cô Triệu đời trước á, làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác vậy đầy. Đời, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng, chờ câu đáp của Hòa Thượng. Sư phụ từ tốn kể một đêm nọ sau khi đánh cướp xong trên đường quay về sơn trại hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ toàn thân bị thương đang bi ai khóc lóc chứng kiến cảnh này hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé mình cũng từng khốn khổ như thế do vậy mà thông cảm xót thương hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ân cảm kích đến rơi lệ phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn. Anh Lý trước sau vẫn thủy chung, không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê, và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó. Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương, su tan mây mù, thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp. Người ta bình thường không biết Phật Pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật Pháp, thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa học Phật Pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính, tụng một bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, xuyên hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh vận có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chứng, Chứng bình, bình sợ bóng, bóng tối Trần Nữ Sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, thấy trời vừa tối, là phát sợ cho nên trước khi trời tối bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà nếu không thì sau khi trời tối bà sẽ không có dụng khí vào phòng thắp đèn và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối bà đều chẳng dám lượm lên bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run từ nhỏ đến giờ bà đã đi rất nhiều bệnh viện gặp nhiều bác sĩ tâm lý nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến cho bà rất khổ sở. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân ít. Trong nhà nghèo tới nước, ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn, gã ít trú ngụ, có một gia đình thiền lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên ít nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy. Do vậy, mà đời này và luôn sợ hãi bóng đêm. Tiên, Tiên sinh dạy học Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ, sinh được một đứa con trai, đã ba tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong, bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng dùm. Hòa thượng nói, kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tâm danh vọng. Khi đó, nhiều người thích nghiên cứu Phật Pháp. Tìm đến được thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi, ông giáo bèn miệt thị nói với mọi người rằng. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa? rồi ông còn trích lời khổng tử thế này không biết sống đâu biết chết và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác do nói lời hàm hồ như vậy ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học phật chính vì tính tự cao ngã mạn ý vào tri thức nửa vời vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu phật pháp cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất, khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây nhân duyên chính mùi, đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa từng thọ ác báo, đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo họ phải sám hối tội ăn thịt hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm lỡ mất cơ duyên học phật pháp và cũng nên vì những con heo mà họ ăn tụng kinh địa tạng siêu độ cho hòa thượng khẳng định chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu, rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình. Tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong kinh hải nói: Sư phụ giảng rất đúng ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt. Còn thiết lập thêm cái lò mổ riêng nữa, do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo. Không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung, thật là từ làm từ chịu, nếu biết rõ, thì họ đã không làm như vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối. Dạ, Và nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu dân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là bốn năm lần nhiều thì mười mấy lần thấy bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả có lần bà lên nhà hỏi tôi có cách gì giúp bà không tôi hớm hỉnh bảo tôi sẽ ra thuốc cho bà chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu và hạng bác sĩ như tôi đây Một xu cũng không lấy Bà đóng thực thà nói Ông cứ kê toa đi Tôi tin ông mà Đắt mấy tôi cũng mua Đắng mấy tôi cũng uống Tôi nói Thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền Tôi thấy bà phải sớm như ăn thịt gà Thịt vịt cá, dì ruột Dạ dày của bà không tiếp thu được hội tanh Do vậy Mỗi ngày bà đều đi chải Bắt đầu từ nay trở đi Trừ trứng gà không trống ra Bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn tôi nói thêm kể từ tối nay trước khi sắp ngủ bà hãy thư giãn thân gọi cho tốt hít thở đều, tĩnh tâm lại nhắm mắt niệm phật nam mô quay thêm bồ tát nửa tiếng chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả nếu niệm một tháng mà không hiệu quả xem như tôi nói không đúng tôi sẽ để bà ăn thịt lại dù sao dùng toa này không tốn tiền bà có muốn thử hay không bà nghe tôi nói mặt đầy ghi gờ, hỏi. Nè, một nữ đồng nghiệp của tôi á, cứ đến ngày rằm, mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà, nhưng bà ta khắp thân điều bệnh, đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày, nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây? Tôi chất vấn. Bà ta ăn chay hả? Người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục. Cho nên tôi cứ vậy mà ăn, Bà Động trả lời, tôi hỏi. Giả sử, có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiên cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là mình sẽ lành, có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh thì trước cần đoạn ác nghiệp phát tâm sám hối cầu chư phật gia trì thì mới hiệu nghiệm phật bồ tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian phật pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ không biết đến vị thuốc tối hay này người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báo. đúng thật là đáng tiếc nếu như không thể tuân hành theo lời phật dặn thì bất kể là dùng thuốc gì khám bác sĩ nào bệnh của bà cũng không trị hết. Tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành to ăn chay niệm Phật mong vừa cho. Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm sau, bà động mặt mày hướng hở, báo cáo. <laughs> Đêm qua tôi về nhà, bụng không còn bị đau, lúc dùng tối thì không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tĩnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, quá ra cả hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng thư thới rồi bà hí hửng phát biểu thật không ngờ ngồi thiền niệm phật tốt như vậy đó suốt ngày nay cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau thật là lạ mà mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này cho đến hôm nay bà động không những chứng đau bụng đi tả ra hết mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi bây giờ hàng ngày Bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh địa tạng và chú đại bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện, hành theo lời Phật.